Quỳnh Như rất vui vì đã được gặp lại các bạn. Những quái vật khổng lồ ngoài đời thực có lẽ là nguồn cảm hứng bất tận chắp cánh cho sự ra đời của những bom tấn màn ảnh. Những cái tên như T-Rex hay Spinosaurus Rex sẽ không đủ ngầu để xuất hiện trong video ngày hôm nay. Vậy đâu mới là những cái tên xứng đáng? Ngay bây giờ, VFX khám phá sẽ cùng bạn điểm danh top 5 quái vật khổng lồ nhất từng xuất hiện trên màn ảnh. King Kong. King Kong hay Vua Kong xuất hiện lần đầu tiên trong một bộ phim điện ảnh cùng tên năm 1933 của đôi đạo diễn Marion Cooper, Ernest Josak. Sau đó trở thành một biểu tượng màn ảnh và được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thiên nhiên. Trải qua hơn 80 năm xuất hiện ở các phần phim tiếp nối, phim làm lại, hoạt hình, tiểu thuyết, truyện tranh, Kong đã khoác lên mình rất nhiều tạo hình khác nhau. Tuy nhiên, ấn tượng chung của khán giả về King Kong là một quái vật khổng lồ mang hình dáng như khỉ đột, sinh sống ở một hòn đảo hoang vu chưa từng được con người khám phá, gọi là Skull Island. Và được các cư dân bản địa nơi đây tôn thờ như một vị thần bảo hộ cho hòn đảo, giúp họ chống lại các sinh vật nguy hiểm khác. Theo đạo diễn, trong phiên bản mới nhất, King Kong cao hơn 30m, cao hơn cả nhà nguyện Sistina tại Vatican, đồng thời nặng hơn 1.400 tấn. Với con số này, Kong nặng gấp gần 300 lần một con voi bụi cỏ châu Phi ở tuổi trưởng thành, gấp khoảng 15.750 lần so với một cá thể tinh tinh thông thường. Ngoài ra, Kong còn sở hữu hai cánh tay to khỏe với khả năng nâng vật nặng lên tới 2.100 tấn. Do đó, các mẫu máy bay Bell Engine nặng tối đa 4,7 tấn dễ dàng bị Kong nhấc bổng. Khác với tinh tinh ngoài thực tế, Kong có khả năng dùng hàm để chiến đấu với lực cắn tương đương 1.893 tấn, gấp 835 lần so với cá sấu rồng nìn. Chưa hết, Kong còn sở hữu đôi chân khỏe gấp nhiều lần so với chiếc máy bay lớn nhất thế giới AN-225. Để đáp ứng đủ năng lượng cho cỗ máy này, Kong cần ăn hơn 46 tấn thức ăn, tương đương 400.000 quả chuối mỗi ngày. Tuy to lớn, nhưng gã khỉ đột khổng lồ này lại vô cùng nhanh nhạy, thể hiện qua những lần chạm trán với đối thủ ở các chiêu xiết, bẻ cổ, vặn xương, đi đường quyền cực ngọt. Chắc fan King Kong còn nhớ T-Rex từng bại thảm dưới tay gã khổng lồ này phải không? Với những ưu điểm này, Kong còn là một trong số rất ít những sinh vật có thể solo với Godzilla huyền thoại. Dù đôi lúc xuất hiện như một con quái điên hay một nhân vật phản anh hùng, Kong vẫn được xem là một kaiju có tình cảm và đời sống nội tâm vô cùng sâu sắc. Nó không hề muốn làm hại con người mà chỉ nổi giận khi ngôi nhà thiên nhiên của nó bị tàn phá. Có lẽ, đặc biệt hơn cả những quái vật kaiju kỳ dị khác, King Kong là một biểu tượng đại diện cho sức mạnh to lớn của thiên nhiên. Thứ sức mạnh mà khi đứng trước nó, con người bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé và yếu ớt. Cơn giận và cái chết của King Kong như một sự lên án đối với nhân loại vì những gì chúng ta đã làm đối với mẹ thiên nhiên. Godzilla. Quả là một thiếu sót nếu điểm tên những quái vật to lớn nhất xuất hiện trên màn ảnh mà quên đi Godzilla, chúa tể của những quái vật xuất hiện trong một bộ phim cùng tên. Ra đời từ những năm 50 của thế kỷ 20 ở Nhật Bản, Godzilla đã có một lịch sử phát triển lâu dài trong suốt hơn 6 thập kỷ qua 31 bộ phim điện ảnh cùng nhiều truyện tranh, video game, tiểu thuyết và trở thành một trong những biểu tượng văn hóa không chỉ tại quê hương Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới. Có thể anh em đã biết, sự ra đời của Godzilla được cho là phản ánh tính chất thời đại. Vào thời điểm đó, vũ khí nguyên tử đang trở thành nỗi kinh hoàng của con người. Hai quả bom nguyên tử mà quân đội Mỹ ném xuống Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại những hậu quả nặng nề. Godzilla chính là phép ẩn dụ cho thảm họa hạt nhân, hay nói rộng hơn là cơn phẫn nộ của thiên nhiên trước sự can thiệp thô bạo của loài người. Để nhấn mạnh mối quan hệ của con quái vật với quả bom nguyên tử, cấu trúc da của nó được lấy cảm hứng từ những vết sẹo lồi của những người sống sót ở Hiroshima.
Thiết kế của nó có gương mặt của bò sát với tư thế đứng thẳng, một cái đuôi dài và hàng vây răng cưa dọc theo lưng và đuôi cùng đôi mắt nhíu lại. Ngoài ra, nó còn sở hữu hệ thống mang, điều này khiến Godzilla trở thành sinh vật lưỡng cư, có thể sinh sống và hô hấp cả trên cạn lẫn dưới nước. Sự phát triển về mặt kích thước qua các phần phim của Godzilla là một điều khá thú vị khi Godzilla có xu hướng ngày càng to lớn hơn theo thời gian, có lẽ là tỷ lệ thuận với lượng vũ khí hạt nhân mà con người tạo ra. Năm 1954, Godzilla có chiều cao khiêm tốn nhất là 50m, tương đương với những tòa nhà chọc trời ở Tokyo vào thời điểm đó. Đến năm 2016, trong phim Shin Godzilla, nó đã đạt chiều cao kỷ lục là 118m, dài 333m, nặng 120.000 tấn, tức cao gấp 3 lần và nặng gấp gần 86 lần King Kong phiên bản mới nhất. Tuy nhiên, những con số này sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi đi cùng những tuyệt chiêu ngầu như trái bầu, đồng thời là thứ vũ khí khiến nó xoán ngôi King of Monsters. Đầu tiên phải kể đến là Atomic Breath, hơi thở phóng xạ, được tạo ra từ một vụ nổ hạt nhân trong cơ thể. Theo đó, Godzilla có thể phóng ra một chùm tia năng lượng plasma từ miệng, gai lưng và đuôi. Tiếp đó là một biến thể mạnh mẽ hơn của Atomic Breath, mang tên Spiral Atomic Ray, tức tia nguyên tử xoắn ốc, chỉ có thể được bắn ra khi Godzilla bị căng thẳng cực độ hoặc đã hấp thụ một lượng năng lượng đáng kể, có hình dạng là một chùm tia màu đỏ được bọc trong một vòng xoắn điện màu vàng với khả năng tiêu diệt hoàn toàn những kẻ thù mạnh nhất như Super Mechagodzilla 2, Space Godzilla, Kaiser Ghidorah. Cuối cùng là tuyệt chiêu Nuclear Pulse, xung điện hạt nhân. Theo đó, Godzilla có thể giải phóng sóng xung kích của năng lượng hạt nhân từ toàn bộ cơ thể nó. Tuyệt chiêu này rất hữu ích khi nó bị bao vây bởi nhiều kẻ địch cùng một lúc. Với những vũ khí lợi hại này, Godzilla đã đánh bại các thế lực khác để bảo vệ trái đất và trở thành một siêu anh hùng. Nhưng nhiều khi, nó cũng được miêu tả là một kẻ phá hoại và hủy diệt cuộc sống của loài người. Điều này đã đặc tả rõ nét sự ẩn dụ của hình tượng Godzilla, một hiện thân của thiên nhiên, đại diện cho cơn thịnh nộ của bà mẹ tự nhiên dành cho loài người. Nó cũng đặt ra một luận đề rất rõ ràng rằng, chúng ta đối xử với thiên nhiên thế nào thì sẽ nhận lại kết quả như vậy. Xin được cung cấp thêm một thông tin thú vị khác. King Kong và Godzilla đã có một cuộc chạm trán vào năm 1962 với sự hạn chế về mặt hình ảnh và công nghệ. Bởi vậy, các fan của MonsterVerse chắc hẳn vô cùng háo hức hóng kèo của hai quái vật này với phiên bản hiện đại phải không? Kraken. Thủy quái Kraken xuất hiện lần đầu tiên trong Ovaot, một cổ tích của Ireland vào thế kỷ thứ 13, được miêu tả là con bạch tuộc khổng lồ dài hơn 15m, thường xuất hiện ở khu vực bờ biển của Na Uy và Greenland. Không chỉ trong truyền thuyết, Kraken còn là một trong những quái vật to lớn nhất xuất hiện trên màn ảnh qua bộ phim Clash of the Titans 2010, cuộc chiến giữa các vị thần. Nếu như thần thoại Scandinavia miêu tả Kraken lớn đến mức khi đứng trên mình nó, các thủy thủ nhầm lẫn rằng họ đang ở trên đất liền, thì trên màn ảnh, Kraken lại phô diễn một ngoại hình đồ sộ và sức mạnh kinh khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. Chỉ bằng một cú gạt tay, Kraken có thể san bằng các thành phố cổ đại Hy Lạp. Tuy nhiên, sức mạnh của các xúc tu vẫn chưa phải là tất cả những gì mà Kraken sở hữu. Những hình ảnh sau đây sẽ khiến bạn tin rằng bất cứ con quái vật to lớn nào cũng đều phải kiêng nể thêm cả bộ răng siêu nhọn khổng lồ của chúng. Mega Kaiju. Mega Kaiju là kaiju lớn nhất và mạnh nhất được giới thiệu trong vũ trụ Pacific Rim với chiều cao 128m. Và nặng 7.864 tấn. Để cho có tương quan, thì Mega Kaiju cao gấp hơn 4 lần và nặng gấp 5,6 lần so với King Kong. Mega Kaiju được xem là sự kết hợp của ba kaiju, Hakuza, Raijin và Shrieketon. Do đó, con quái vật này sở hữu sức mạnh của cả ba loài nói trên, với hai cái đuôi giống như lưỡi lê, 10 mắt, 6 chi,
hai ngà dọc theo hàm, cùng lớp áo giáp thép phía sau làm tăng thêm sức mạnh, độ bền và nhanh nhạy của nó. Tuy vậy, khả năng đáng chú ý nhất của nó vẫn là những cú đấm và tiếng gầm sấm sét đủ để phá hủy các tòa nhà và làm choáng váng các Jaegers. Đây, một bữa nấu cơm quan giả. Trong giờ cơm, còn bên đây là khu chế biến. Mình sẽ qua cho các bạn con. Cho mình chích mũi hai, mình hay quên lắm. Mình cắt sẵn một miếng cho mình nhớ. Ok, hai miếng. Các bạn muốn cắt hình gì các bạn cắt nha, tùy các bạn. Thì các bạn cắt ớt ra. Còn mình cũng muốn ăn cay, không muốn ăn cay thì bỏ tương ớt thôi được rồi. Mấy ngày mình hơi nhiều nên mình bị tặng hắn. Không, mình bị tặng hắn, mình bị ho. Rồi bây giờ mình sẽ băm ớt. Ớt này nó cũng rất là cay, nếu các bạn bỏ hột ra thì nó không cay. Dạ, để con chút. Trời ơi, đang quay kênh vlog cái kêu tự nhiên vậy. Rồi, mình bỏ ớt vô cái một cái chảo. Mình bỏ tô vô. Chẳng mấy hả? Bé chẳng gì được không? Thì em không chẳng được. Còn nửa tiếng thôi. Giờ đi ra. Cái sao không phải.
Rồi, mình bỏ nước tương vô, bỏ thêm tương ớt nữa. Nấm mâm khô nữa. Bây giờ mình đi vô lấy nấm mâm khô thấy nha. Nấm mâm khô xong rồi. Rửa sạch. Rồi mình đi rửa cắt. Đây, mình sẽ cắt nó. Rồi bạn ơi, bạn đừng có cãi mình. Này bạn quay kênh vlog đi. Đây, đây là thành quả sau một buổi cắm trại hoang dã của mình. Rồi, đốt lửa. Bây giờ chúng đốt lửa chuẩn bị lứa khoai cho nó sáng luôn, xua mũi luôn. Đây, khoai đây, khoai đây. Đóng luôn. À, mở cơm ra. Đã quá. Hôm nay nè, để mình ăn trước là mình cứ vô huy nha. Nha. Ba. Cho sinh phẩm dưỡng trước thôi. Này nè. Ngồi xuống, ngồi xuống bạn. Mời các bạn. Cơm rất là nóng, nóng hổi luôn. Nước ngon nhưng mà cũng rất là cay. À, đó là cảm giác của bạn hả?
Rồi bạn có cảm nghĩ gì khi ăn cơm nấu hoàn toàn bằng củi lửa, không có bếp ga hiện đại, cảm giác cơm sao của các bạn Gia Huy? Lúc bạn 5 tuổi là bạn đã ăn cơm ngoài đồng vậy hả? Chứ sao sao nó quay từ từ. À rồi rồi nhớ rồi. À quá. Wow. Rất là ý nghĩa. Và bạn có muốn gửi cái thông điệp này cho tất cả các bạn trẻ phải có một tuổi thơ như ông bà của mình là nấu cơm củi lửa để cho các bạn ấy biết không bạn Huy? Rồi đây rồi bạn cứ nói đi. Sự cố thật là tuyệt vời, cảm ơn các bạn đã tạo cho mình một cảm giác rất là phiêu lưu. Nè, bạn qua đi. Rồi. Bạn biết là các bạn biết là sao nó nổ không? Nó nổ nấm đó. Mình các bạn hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi hái cà rau cùng mình nha. Ở ngoài nhà mình cũng còn rất nhiều loại rau, nào là bầu lô, bí đỏ, rồi cà tía. Bằm hành ra rồi các bạn.
sẽ nấu càng nha. Lửa khá là nóng luôn á. Nóng quá. Nhiệt độ cao này nó không phải nhiệt độ giống bình thường đâu các bạn, mà là nhiệt độ tới 200 độ C chứ không phải 100 độ C giống như mấy cái bếp ga bình thường đâu. Xong bây giờ mình sẽ đợi nó chín rồi mình sẽ chở cà. Cà này cũng khá là nhanh chín. Bạn kiếm đôi đũa hoặc cái đồ gấp, gấp trái cà lên và các bạn lột. Cà nướng không dở rất là dễ lột. Các bạn cứ lột, nó sẽ rất là nóng nhưng mà ráng chạy thì sẽ có một thành quả tốt đẹp. Bây giờ mình sẽ tóc cà ra. Cái cà này nó cứng hơi khó tắt một chút. Cuối cùng xong mình sẽ rắc mỡ hành lên. Các bạn nhớ phải trải cho nó đều. Nó đều thì gia vị nó sẽ thấm và đồ ăn của mình sẽ ngon hơn. Sẽ bỏ nước tương vô. Các bạn canh lượng nước tương vừa đủ thôi. Chứ các bạn bỏ nhiều quá thì nó cũng rất là mặn, mà các bạn bỏ ít quá thì nó cũng sẽ rất là nhạt. Và các bạn bỏ ớt vô, ớt này cũng rất là cay. Nếu các bạn không ăn cay được thì các bạn bỏ ớt, bỏ không bỏ ớt nha. Bây giờ dọn ra ăn cơm thôi. Đi dọn bàn ăn cơm. Và mình đã dọn bàn xong. Bữa nấu cơm của mình đã hoàn thành. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một nút chia sẻ và đăng ký và nhấn cái chuông ở bên dưới. Một bữa cơm quan giả mời các bạn thưởng thức cùng mình nha. Nó rất là ngon và khá là cay. Nhưng lúc hồi nãy mình có nướng thêm vài trái chuối. Chuối này thuộc dạng chuối sim để mình làm món tráng miệng. Nó rất là ngon và
nó còn nóng. Các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi hái cà rau cùng mình nha. Ở ngoài nhà mình cũng còn có nhiều loại rau, nào là bầu lô, bí đỏ, rồi cà tía. Khó lấy luôn. Một số lẻ tóc, một số lẻ ngọn á. À xong, đã có bún trái cà nâu rồi. Mình lên đây. Sẽ nấu càng nha, lửa khá là nóng luôn á. Thank you.
nhiệt độ cao. Cái này nó không phải nhiệt độ giống bình thường đâu các bạn. Cái này là nhiệt độ tới 200 độ C chứ không phải 100 độ C giống như mấy cái bếp ga bình thường đâu. Xong bây giờ mình sẽ đợi nó chín rồi mình sẽ chở cà. Cà này cũng khá là nhanh chín. Giờ mình lọc cà nha. Các bạn kiếm đôi đũa hoặc cái đồ gấp, gấp trái cà lên và các bạn lột. Cà nướng không dở rất là dễ lột. Các bạn cứ lột. Nó sẽ rất là nóng nhưng mà ráng chạy thì sẽ có một thành quả tốt đẹp. Bây giờ mình sẽ tóc cà ra. Cái cà này nó cứng hơi khó tóc một chút. Cuối cùng xong mình sẽ rắc mỡ hành lên. Các bạn nhớ phải trải cho nó đều. Nó đều thì gia vị nó sẽ thấm và đồ ăn của mình sẽ ngon hơn. Sẽ bỏ nước tương vô. Các bạn canh lượng nước tương vừa đủ thôi. Chứ các bạn bỏ nhiều quá thì nó cũng rất là mặn. Mà các bạn bỏ ít quá thì nó cũng sẽ rất là nhạt. Và các bạn bỏ ớt vô. Ớt này cũng rất là cay. Nếu các bạn không ăn cay được thì các bạn bỏ ớt. Bỏ, không bỏ ớt nha. Bây giờ dọn ra ăn cơm thôi. Đi dọn bàn ăn cơm. Và mình đã dọn bàn xong. Bữa nấu cơm của mình đã hoàn thành. Nếu các bạn thấy video này hay hãy cho mình một nút chia sẻ và đăng ký và nhấn cái chuông ở bên dưới. Một bữa cơm quan giả. Mời các bạn thưởng thức cùng mình nha. Nó rất là ngon và khá là cay. Nhưng lúc hồi nãy mình có nướng thêm vài trái chuối. Chuối này thuộc dạng chuối sim để mình làm món tráng miệng. Rất là ngon và rất là nấu.